Hello mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà Đoàn Voi cái tập diễu hành cho nó ở Hồ Gươm. Mình sẽ review, mình sẽ quay trực tiếp cho cả nhà xem là voi thông minh như thế nào. Đoàn Voi hiện tại đang tập diễu hành và test tinh thần cho chương trình cả nhà. Đây là buổi sáng của chương trình cả nhà. Tối nay sẽ trình diễn một khai mạc lễ hội sử dụng rất là hoành tráng. Phước An, huyện Krông-pách, một huyện rất là giàu có về cà phê, về trà viên, danh tiếng của huyện tỉnh Đắk Lắk. Dọn cái điểm này để tổ chức lễ hội sầu riêng, quảng bá đến khách trong nước cũng như nước ngoài, xúc đến sầu riêng của Việt Nam hơn. Huyện Krông-pách thì thuộc về tỉnh Đắk Lắk cả nhà, hướng đi từ EK xuống km 32. Từ thành phố Ban Mê Thuột trong khoảng 32 km, đi xuống EK và đi xuống Nha Trang. Cả nhà đều biết được rằng voi là một loài rất là thông minh. Thông minh chỉ thua con người, chúng ta là không nói được thôi. Thực sự là quá là thông minh là voi. Voi là một khổng lồ to lớn nhưng mà lại rất là thông minh. Đó, bây giờ là đang test tại đặc biệt, nó chạy chương trình đấy. Đi qua sân khấu này cả nhà, cái sân khấu rất là lớn ở đằng trước. Đi qua sân khấu thì cũng như là quay lại. Lễ hội sầu riêng tổ chức lần thứ hai, thị trấn Phước An, huyện Krông-pách. Nữ cầm hoa nhá. Tỉnh Đắk Lắk cả nhà nhá. Một lễ hội rất là hoành tráng. Cả nhà thấy hay hãy cho một like, một đăng ký kênh nhá. Để sau này kênh sẽ cho cả nhà xem được rất là nhiều video đẹp và hấp dẫn, văn hóa du lịch tất cả người Việt Nam, tất cả các dân tộc Việt Nam. Anh chú ý phụ trách lên voi phải có phướng đỡ đằng sau nhé. Đẹp không? Năm chú voi của mình. Không có đi qua là hiểu những cái đấy là chết đấy. Mình tiếp xúc với những người và những voi của mình. Những voi là mỗi con là phải khi mà đi diễn là phải đi hai người, người thì ngồi trực tiếp trên cổ để điều khiển, người nữa là đi bên cạnh, đi bên hông. Đi bên cạnh là để làm gì ạ? Để chỉ dẫn điều khiển voi, lỡ mà voi có bị giận dữ hay là những du khách mà họ hiếu động quá thì đôi khi họ hiếu kỳ, hiếu động quá thì họ thích bước gần vào xem. Vì vậy sẽ ngăn cản chúng tôi, bởi vì con voi thì chúng ta đều biết được rằng nó rất là hiền ở Việt Nam, như voi ở Việt Nam rất là hiền, nhưng mà voi mà ở các nước khác chúng ta đều xem ở trên TV hay là trên mạng xã hội, khi mà ép quá, nó lao động quá sức và không cho nó nghỉ thì nó sẽ khùng lên, giận dữ, tấn công con người, tấn công cả xe ô tô, cả nhà cửa, cả lán chòi. Vì vậy voi là mà rất là khôn, nhưng mà không có đùa. Khi mình ép lao động quá sức mà không cho nghỉ là bỏ đói, nó sẽ phản chủ, đấy là nó sẽ không nghe mình nữa. Vì vậy ra xem đang rất là thận trọng, đoạn tại mình để đi rất là gần, chính xác là mình đi cách của 1m 2m, 3m thôi, gần lắm. Cảm giác cũng rất là sạch. Ai mà đi gần thì đặc biệt là đẹp cái áo mà nổi một chút xíu nữa thì thường là chúng ta quay lại vừa rồi rồi họ nói là như thế là nó chào rất là ghê. Voi thì không được nhiều người cả nhà nhé, không được nhiều người đi gần, đến gần tiếp xúc, ví dụ như có thể là cầm vào chân hay cầm vào đuôi, cầm vào ngà, cầm vào voi, ví dụ thế, rất là khó vì nó nguy hiểm. Và những người đi du lịch mua vé cưới voi thì mới có được tiếp xúc, bởi vì khi đó thì sẽ có chủ ở đó. Cái bình thường bản chế có rờ vào nhé là nguy hiểm cả nhà. Tiếp voi con đầu đàn có một cái mỹ yếm rất là đẹp. Voi thì dưới sự điều khiển con chủ, người chủ thì khách du lịch có thể cưới rồi đi tắm chung, rồi lội nước, lội suối, rồi biểu diễn. Em bé này một khi xem được TV đúng không ạ? Thao hay là vui nhộn rất là ok, đó là
voi nghe theo chủ thôi, nghe theo sự điều khiển của chủ sở hữu thôi. Chúng ta lạ thì chúng ta không nên quá gần khi không có chủ. Mình được xem trực tiếp, cũng trực tiếp quay cả nhà xem, thực sự là nhìn rất là khủng khiếp này. To, tuy rằng rất là to cao lớn nhưng mà voi thì rất là nhanh nhẹn. Bắt tay cái. Mà lúc này đây thì cái khẩu trang phải tìm biết đây. Một lúc đi mệt thì nó lôi họ cho nghỉ. Đẹp này. Đẹp lắm. Mà trong kia là họ sao ta? Các bà ngủ à? Nước voi người biết là rất là thích nước, đang chỉ tắm mát cho nước. Các vị khách đặc biệt là các chú bé, những người trẻ con nhỏ rất là thích. Chúng ta là lớn là già rồi nhưng mà cũng là thích cả nhà, nói chuyện là trẻ con. Đây ở Tây Nguyên thì có rất là nhiều voi hoang dã này. Năm 80 mấy thì ở trong miền Nam thì có rất là nhiều người họ tiếp xúc, họ được thấy với voi. Nhưng sau này thì khi con người sinh sống ở Tây Nguyên, phá rừng, đất nương làm vẫy thì voi di chuyển sang các nước Đông Nam Á khác, như là Campuchia. Vậy các chú voi này thì thuần hóa rất là lâu rồi. Chỉ có dân tộc Tây Nguyên thôi, Tây Nguyên họ bắt voi, họ có thuần hóa voi từ rất là lâu rồi. Chú voi rất là nhiều, những chú voi thậm chí là những chú voi con, những con trước đây đẻ ra tất cả nhà. Khi đẻ ra được con người chăm sóc để cho ăn cho uống đệm dỗ rất là tốt, hiền ngoan ngoãn, luôn luôn nghe theo lời. Nhà voi rừng thì hoang dã không có gì. Voi chúng ta biết được rằng voi thì như là voi Đông Nam Á chúng ta có hiền hơn voi châu Phi thôi. Mỹ là châu Phi, có nhiều nơi là không biết. Nhà Đông Nam Á chúng ta phải hiền hơn. Đây thì voi chúng ta biết được rồi, đây là lại Thái Lan hay như kia, nước kim có lấy nước thì nó diệt cái tật thì rất nhiều rừng, voi hay là di chuyển đi qua lại. Bây giờ thì nó không còn rồi. Bây giờ sau khi cho uống nước tắm xong thì voi di chuyển tiếp. Đi chỉ được dân quân, công an theo can thiệp, như là dân quân tiểu đội theo can thiệp, như là giúp vì dân rất là muốn tới gần, có khi trực tiếp xem trực tiếp, nhưng cái đó rất là nguy hiểm. Cứ đẹp rồi nè, chúng ta không phải là chủ, nó thân thiện, đi xem, lại như khi đó là hấp dẫn. Rồi gần mình cũng biết chuyện gì xảy ra. Cả nhà thấy hay nhớ là nhấn like và đăng ký kênh nhá. Cả nhà sẽ xem được nhiều. Thì cả nhà thấy là những người dân họ đi sẽ rất là đông và vui. Như cái xe đây thì bốn người điều chỉ chạy theo xem rồi. Thích xem. Đây là hai con được này, và ba con đã đi trước rồi nhé, tốt gần trước rồi. Là hai con đứng lại, ở khi nhà dân đi uống nước, lúc trước thôi thì hai con này sẽ dồn bầy, sẽ làm bò, cống hiến cho
lên cổ. Rất là ý nghĩa cả nhà. Các voi sẽ nghỉ thì đi. Bây giờ 10 giờ thì voi sẽ ăn uống. Thích là các em bé. Chiều nay. Hôm nay tầm khoảng thứ 3 giờ. Bây giờ voi sẽ du hành từ trung tâm. Trước tức là trung tâm, nghe trung tâm là trước trung tâm văn hóa của tỉnh Phước An. Du hành qua bờ hồ Phước An. Một vòng luôn. Rất đẹp. Dân Tây Nguyên thì thực sự là có nhiều nơi đi để được cưỡi voi và nhìn thấy voi, ví dụ như là Hồ Lắc, huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắc cả nhà nhé, khu du lịch huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắc và Bản Đôn, hay là Buôn Đôn đấy cả nhà, khu du lịch Buôn Đôn. Thì ấy có bài hát là chúng voi con ở Bản Đôn đấy, đi chỉ có ngà nên còn trẻ con đấy. Nhớ cả nhà là đến ở Việt Nam, các bạn ngoài nước, du lịch quốc tế đến ở Việt Nam hoặc là các bạn trong nước. Đến ở Tây Nguyên thì nhớ nhà huyện Lắc nhé, huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắk, nằm trên quốc lộ 27 đường đi bộ thành phố Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Lâm Đồng và Buôn Đôn. Buôn Đôn thì hướng là ngõ cụt qua khu Mường Nhai, về cách thành phố Buôn Ma Thuột có tầm 35 km và đến Buôn Đôn. Nơi đó cũng khá là cái voi họ nuôi để phục vụ khách du lịch ở nhà. Theo mình biết thì voi vé cưới thì tầm khoảng 450.000, là dao động 400.000 đến 500.000 một lần cả nhà nhé, 10 phút. Dao động từ 4 đến 500.000 một vé ngồi cả nhà nhé. Bây giờ thì 5 con voi đang tập. Bây giờ 5 con voi đang